Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Trấn Thành bức xúc khi bị giả mạo bán nước hoa đến ba mẹ cũng hiểu lầm. Trấn Thành khẳng định tất cả những shop đang quảng cáo bán nước hoa dưới danh nghĩa của MC Trấn Thành đều là giả mạo và đó là hành vi lừa đảo để bán hàng trên trang cá nhân mc trấn thành gây chú ý khi đăng tải một bài viết khá dài bày tỏ thái độ không hài lòng khi bị kẻ xấu mạo danh bán nước hoa đây không phải là lần đầu tiên anh lên tiếng cảnh báo mọi người nhưng vẫn có vô số người bị lừa sau đó khán giả lại đổ dồn qua phía trấn thành vì nghĩ anh buôn bán đồ kém chất lượng đầu tiên ông xã harivon khẳng định tất cả những trang đang bán nước hoa dưới danh nghĩa của mc trấn thành đều là giả mạo và đó là hành vi lừa đảo để bán hàng những người này liên tục lập ra những fanpage giả mạo với tiêu đề là shop nước hoa của trấn thành cắt ghép hình ảnh để lừa gạt mọi người khiến anh vô cùng bức xúc tôi chỉ là một người yêu thích nước hoa nên sưu tầm tất cả những trang đang bán nước hoa dưới danh nghĩa của tôi đều là giả mạo và đó là hành vi lừa đảo để bán hàng tôi đã viết rất nhiều lần về điều này lên trang fanpage này vợ tôi cũng kêu ca bao nhiêu lần lên trang của cô ấy về việc này vậy mà vẫn có rất nhiều khán giả bị lừa mua nhầm nước hoa giả và kém chất lượng từ nhóm tổ chức này không liên quan gì đến buôn bán hay kinh doanh nước hoa gì cho shop Trấn Thành cả. Vì làm gì có cái shop nước hoa nào của Trấn Thành đâu, tôi không có bán nước hoa, vậy mà họ cắt ghép những clip đó, bót lên phay của họ y như tôi đang trực tiếp đăng clip để quảng cáo về nước hoa của mình. Một sự lừa đảo trắng trợn, Trấn Thành bọc bạch bên cạnh đó trấn thành cũng hy vọng khán giả bạn bè hãy chia sẻ thật nhiều bài viết này để không còn ai bị lừa nữa anh cũng lên án những trang bán hàng giả mạo này bất chấp luật pháp và đạo đức để lừa gạt tiền của khán giả làm ảnh hưởng đến danh dự và hình ảnh của nam mc vô cùng nghiêm trọng nó nghiêm trọng đến mức ngay cả những người thân trong gia đình tôi còn tưởng thật và nhắn tin hỏi tôi, con bán nước hoa hả? Bạn bè tôi cũng có người mua và bị lừa vì nước hoa cực kỳ kém chất lượng, xong nhắn tin phàn nàn tôi. Nó thật sự vượt xa sức tưởng tượng và sự chịu đựng của tôi. Những trang nhã mạo này cứ đánh bản quyền sập một trang, nó lại mọc lên 10 trang. Họ là một tổ chức chuyên nghiệp cho việc buôn bán nước hoa điểu để lừa đảo mọi người, nam diễn viên bố già cho biết trong trạng thái của MC Trấn Thành nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ không ít khán giả bày tỏ thái độ bức xúc khi thần tượng bị mạo danh với mục đích trục lợi bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo